Tô Thiền Thiền thay thế Tỷ Tỷ gả cho một tướng quân tinh tinh toàn thân đầy lông. Đêm tân hôn vốn đã chuẩn bị cùng hắn ở chung một chỗ, nào ngờ đối phương lại chê bộ dạng cô xấu xí từ chối động phòng. Điều này khiến Thiền Thiền vô cùng bất lực, cô nhấc bình hoa lên đập về phía phu quân. Ai ngờ dây sau dâu của đối phương lại rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt anh tuấn khiến nữ tử phải động lòng. Thiền Thiền nhìn đến ngây ngốc, không ngờ bản thân lại nhặt được bảo bối. Cô giở thói háo sắc nhào về phía Sở Quân Dao, lại bị đôi bàn tay có lực của hắn ta ngăn lại, ta không muốn nhìn thấy gương mặt này của ngươi nữa. Quân Dao nói xong liền bảo Thiền Thiền dọn đến biệt viện ở. Cô không ngờ vừa mới lên chức phu nhân tướng quân thì lại bị đưa đến nhà kho của phủ tướng quân. Cô thề nhất định phải khiến khối băng lạnh lùng này tan chảy. Tô Thiền Thiền vốn là một đầu bếp đỉnh của chóp ở thời hiện đại. Đã 30 nồi bánh chưng rồi mà chưa mối tình vắt vai. Mẹ cô vì quá sốt ruột bắt con gái đi xem mắt. Mấy anh trai mẹ lựa chọn không già thì xấu, 36 kế chuồn là thượng sách. Mẹ vừa đuổi theo lại vừa nói mình không còn nhiều thời gian nữa. Cô lúc này lo lắng chạy về phía bà ấy thì vô tình bị xe đâm. Tỉnh lại Thiền Thiền liền gọi mẹ nhưng bên cạnh lại là cô nương nhìn rất quen. Trời ơi, nằm mơ cũng không tin được cô lại xuyên không vào trong bộ phim mình xem. Cô muốn chết để trở về nhưng người bình thường làm gì có can đảm. Ở đây mà mẹ vẫn bắt cô lấy chồng. Muốn trở về hiện thực thì phải động phòng cùng người mình thích trong vòng 49 ngày. Ngày mai phải thành thân rồi nên Thiền Thiền không tốn công tìm người yêu nữa. Nhớ lại thì nhân vật này gả cho vị tướng quân lông dài thay cho bà chị thất đức. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Thiền Thiền combat cực căng nhưng vẫn bị Tần cho một trận, hứng chọn tinh hoa từ xô nước bẩn. Sở Quân Dao là một tướng quân, vì luyện thuần dương công nên lông dài bất thường, khi thành công mới trở lại bình thường được. Anh không hề để tâm mà động phòng với người ta, Thiền Thiền sắp bị dọa hết hồn. Cô cũng rén lắm mà vì sự nghiệp trở về hiện thực nên đành liều mạng. Không ngờ Thiền Thiền bị dằn mặt ngay và luôn, không thể chống lại lệnh vua nên mới có cuộc hôn nhân này, mang danh phu nhân phủ tướng quân thì phải biết an phận. Kết quả là bình hoa bay vào đầu Quân Dao, diễn biến sau đó thì ta đã thấy ở đầu video. Cùng chờ xem Thiền Thiền chinh phục phu quân mặt lạnh như thế nào. Từ nay biệt viện trở thành căn cứ riêng của cô. Mẹ chồng bất ngờ tới thăm nên Thiền Thiền phải sửa soạn đôi chút. Muốn tên mặt lạnh tỏ vẻ đáng yêu cầu xin mình nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Trong thời gian mẹ chồng ở đây phải diễn màn phu thê ân ái, còn không thì việc ai nấy làm. Ra ngoài đón mẹ chồng mà Trà Xanh xuất hiện trước tiên. Theo kinh nghiệm xem phim của Thiền Thiền thì đây là kẻ phản diện số 1, tăng độ khó cho nhiệm vụ của cô. Để chén được con trai thì phải bắt đầu từ mẹ chồng. Cái miệng vừa dẻo vừa ngọt của Thiền Thiền khiến mẹ chồng rất hài lòng. Thanh mai trúc mã của Quân Dao là Tịnh Nhược cũng góp vui vài câu. Hồ không gầm lại tưởng Hello Kitty, Thiền Thiền đáp trả lại khiến Trà Xanh xịt keo cứng ngắc. Mẹ chồng tới thăm con là phụ, muốn sớm ngày có cháu bồng bế mới là chuyện chính. Quá đúng ý Thiền Thiền rồi. Trong bữa cơm Quân Dao gắp đồ ăn cho Tịnh Nhược, Trà Xanh lại gắp cho lão phu nhân, bà ấy lại gắp cho Thiền Thiền, còn nói mình chán ăn. Cô nhanh nhảu muốn đi nấu canh cho mẹ chồng, Trà Xanh lại xen vào, cô ả muốn đưa người trong cung vào nấu ăn cho lão phu nhân. Thiền Thiền không để cô ta như ý, con dâu nấu ăn cho mẹ chồng là đương nhiên. Lão phu nhân cũng ủng hộ cô, còn lấy cớ bỏ lỡ buổi thành thân, bảo con dâu và con trai uống rượu giao bôi lần nữa. Có mẹ chồng chống lưng, Thiền Thiền được nước làm tới, Quân Dao có khó chịu cũng mặc kệ. Để lấy được thiện cảm của tên mặt lạnh, Thiền Thiền đích thân vào bếp, chinh phục mẹ chồng bằng đường dạ dày. Lão phu nhân định nếm một chút cho con dâu vui, ai ngờ dính luôn, còn order thêm bát nữa. Nghề của chị mà lị, không ngon không lấy tiền. Quân Dao cũng có cái nhìn khác về Thiền Thiền, không muốn mắc nợ nên đồng ý với cô ba điều kiện. Cô phải chốt đơn nhanh gọn lẹ, Quân Dao đập tay một cái làm cô muốn bay ra ngoài. Anh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy Thiền Thiền, ánh mắt tình bể bình. Cô trổ tài nấu nướng, mẹ chồng ăn uống cả tuần không trùng lặp món nào. Tịnh Nhược vừa đi thăm hoàng hậu về, còn kể lể mấy ngày liền đều cầu phúc cho Quân Dao. Thiền Thiền chưa kịp ngăn cản màn tình tứ của đôi bạn trẻ thì mẹ chồng xuất hiện ra mặt giúp cô. 10 điểm không có nhưng. Lão phu nhân khen ngợi Thiền Thiền không ngớt lời. Trà Xanh nhìn là biết bà ấy nhắm vào mình, Quân Dao cũng nhức nhức cái đầu không biết xử lý ra sao. Thiền Thiền đang nướng cá thì bị anh trai tuấn tú cướp mất, tự xưng là Nam Cung Hạo. Cô tự nhận món gì cũng biết nấu nên anh cũng dám đưa nguyên liệu đến. Một túi bột mì cũng không làm khó được Thiền Thiền, ai bảo cô là siêu đầu bếp cơ chứ. Quân Dao ngửi thấy mùi thơm liền tìm đến phòng bếp, Tam Điện Hạ bị dọa ngã xuống sàn. Không ngờ anh trai này là hoàng tử, Thiền Thiền chớp thời cơ dâng bánh tận miệng Nam Cung Hạo. Phu quân có phản ứng rồi,
nhắc nhở cô chú ý thân phận rồi bỏ đi. Hôm sau Nam Cung Hạo lại tới phủ tướng quân An Trực, còn khiêu khích sẽ bẩm báo phụ hoàng rút lại thánh chỉ để Quân Giao thành thân với Tịnh Nhược. Tử Hiên điều tra được phu nhân nhà mình là Tam tiểu thư con vợ lẽ của nhà họ Tô, gả thay cho hai bà chị gái, lại không chê anh lông lá khắp người, là người chân thành. Nam Cung Hạo chưa kịp thưởng thức món ngon thì bị Quân Giao giật lấy. Biết hai người này không là gì của nhau, anh ngang ngược đòi Quân Giao nhường Thiển Thiển cho mình, anh nói là làm luôn. Không ngờ tên mặt lạnh lại chủ động kéo tay cô lại, khẳng định chủ quyền Thiển Thiển là phu nhân mình. Hai bên lôi lôi kéo kéo làm cô chóng cả mặt, bổn cô nương không phải đồ vật, không thuộc về ai cả. Lão phu nhân xuất hiện, hào hứng thông báo mình vừa tới miếu cầu sinh con nối dõi rồi kéo con trai con dâu đi uống canh, cho Nam Cung Hạo ra rỉa. Thứ canh gì vừa đắng vừa khó uống, vậy mà Quân Giao lại ngoan ngoãn uống hết một hơi. Mẹ chồng còn có bất ngờ, phòng tân hôn được sắp xếp theo phong thủy để bà sớm có cháu, còn để ma ma canh chừng. Thiển Thiển mừng thầm trong người, con cá này sắp bị cô đưa lên thớt rồi. Thân là con gái nên cô vẫn phải giả bộ giữ giá, đợi Quân Giao chủ động. Anh thì đang bận suy nghĩ về lời mẹ nói, họ ngoại của bệ hạ đang nắm quyền lớn nên ông rất đề phòng hoàng hậu. Anh tuyệt đối không thể lấy Tịnh Nhược. Thiển Thiển chờ dài cổ mà Quân Giao không hề có động tĩnh, nói đùa vài câu liền bị cảnh cáo bằng vũ lực. Cô còn lì lợm tấn công trực tiếp nhưng anh chồng né siêu mượt, vô tình trong tư thế ánh mắt ta chạm nhau. Đang mong chờ một nụ hôn ngọt ngào thì Quân Giao phải dìu cô về giường vì đau lưng. Thiển Thiển chớp cơ hội ôm chặt lấy anh, nào ngờ bị điểm huyệt đứng hình tại chỗ. Làm xong tướng quân lại cởi quần áo, của Thiển Thiển cũng không tha nhưng chỉ là sợ cô nóng vì thuốc của mẹ quá ghê gớm. Cô ra sức dụ dỗ mà anh trai này quá cứng rắn. Ý của cô là chỉ cần anh đồng ý với mình ba điều kiện, muốn gì chị sẽ chiều. Một là sự tự do, hai là tiền nhưng cái này anh chồng không có, ba là cười một cái cho cô coi. Không chân thành nhưng tạm chấp nhận. Phát hiện có người nghe lén, Thiển Thiển liền nói mấy câu khen ngợi phu quân khỏe mạnh, nghe có vẻ như cô rất nhiều kinh nghiệm. Tưởng người nghe lén lại đến nhưng là nô tỳ của Tịnh Nhược đến báo tin tiểu thư nhà mình ngất xỉu. Thiển Thiển cũng phải chạy đi hóng hớt xem trà xanh làm trò gì. Cô phán hay như thể mình là bác sĩ chuyên khoa hàng Rian rồi thăm khám đủ chỗ trên người Tịnh Nhược, chốt lại là bệnh tim, dùng kim bạc châm mấy cái là ổn ngay. Không ai có thể ngăn cản Thiển Thiển hành y, Tịnh Nhược bị dọa sợ phải bật dậy trước khi chị gái chữa lợn lành thành lợn què. Nô tỳ nhanh miệng gợi ý để Quân Giao đi cùng tiểu thư tới miếu cầu bình an. Trà xanh đã nghiện còn ngại, còn anh thì muốn nhân cơ hội này giải thích rõ ràng với cô vì đằng nào họ cũng không thể đến với nhau. Thiển Thiển của thực tại tỉnh dậy ở bệnh viện, hai mẹ con mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Người hôm nay cô xem mắt không phải người đàn ông đó, mà là anh trai tên Sở Quân Giao. Chỉ là một giấc mơ, xem ra cô phải chinh phục được Quân Giao mới có thể quay về. Tịnh Nhược và Quân Giao cùng tới miếu cầu an, xung quanh Thiển Thiển chỉ toàn là mùi giấm. Doanh Doanh hôm nay cũng có đôi có cặp đi cùng Tử Hiên, chỉ có cô là cô đơn lẻ bóng. Mẹ chồng mời cô tới nói chuyện, chủ yếu là khen ngợi chuyện tối qua, còn cho thêm đồ bổ. Thiển Thiển phải lấy lý do muốn về phòng uống để từ chối. Cô còn được cho một đống trang sức, vật chất quyết định ý thức, loại đồ bổ đó uống cả nồi còn được một chén thì có là gì. Lão phu nhân nghe người làm nói xấu con dâu là người đàn bà đanh đá, liền lôi kẻ tung tin đồn ra hỏi tội. Thì ra là ngoan sinh yêu Tịnh Nhược đứng sau, muốn tổn hại thanh danh của Thiển Thiển. Mẹ chồng quyết tâm diệt trừ tiểu tam thay con dâu. Đích thân vào cung xin hoàng thượng ban chỉ để con trai tới ngoại ô kinh thành luyện binh. Quân Giao và Tịnh Nhược cùng dạo phố, trong đầu anh chỉ suy nghĩ nên nói chuyện làm sao với cô. Trà xanh giả vờ chật chân mà anh cũng không nhiệt tình là mấy. Nhận được thánh chỉ của hoàng thượng liền chạy đi không lưu luyến. Biết phu quân không có tiền nên Thiển Thiển quyết định cải nam trang ra ngoài tạo dựng sự nghiệp cho anh. Cô muốn chốt một cửa tiệm, nghe người ta ra giá liền đứng hình mất 5 giây, túi tiền cô không cho phép. Một tên béo trắng ở đâu xuất hiện kiện trưởng quầy đã hứa bán mà còn nuốt lời bán giá cao hơn cho người khác. Thiển Thiển cứ nghĩ hắn chỉ là một tên cò mồi, ai ngờ là phú công tử nhà thượng thư bộ lại. Cô tính kế chuồn lẹ mà không được, tranh chuyện làm ăn với cậu ấm đúng là gây họa mà. Lão phu nhân biết Tịnh Nhược bị chật chân liền trách mắng nha hoàn bên cạnh không thể bảo vệ tiểu thư, phạt nóng luôn 10 gậy nhớ đời. Tịnh Nhược rén ngang mà phải ngồi tâm sự cùng lão phu nhân. Bà nói bóng gió chuyện Thiển Thiển bị bàn tán sau lưng, còn mời cháu gái ăn bánh do con dâu làm. Cô thì đang vướng vào drama, bị ép đền 1.000 lượng vàng, dập đầu lại xin lỗi. Phú nhị đại không nương tay, còn ngứa mắt với tên của cô là Tô Thần, đòi tác động vật lý. Thiển Thiển hết cách nói mình là người phủ tướng quân.
không có bằng chứng nên được xem là giả mạo, bị đẩy một cái rõ đau. Một làn gió thoảng qua, Nam Cung Hạo xuất hiện như một vị thần. Phú công tử không biết nhìn xa trông rộng, tiếp tục giao oai thể hiện bản thân mà không biết Nam Cung Hạo là một cao thủ, xử đẹp tên thuộc hạ trong một nốt nhạc. Tịnh Nhược cây cú Thiển Thiển dữ lắm, không muốn lão phu nhân biết chuyện tốt mình làm nên bảo Tịnh Nha đi nhận hết lỗi về mình. Phú công tử không chịu thua chưa gì đã báo quan. Thiển Thiển cũng phải gọi người cho công bằng, nhắc tới phủ tướng quân thì thôi luôn. Nghe nói cô muốn mở tiệm cơm, Nam Cung Hạo liền muốn góp cổ phần, tiền anh bỏ ra xem như tiền cơ. Quyết định hợp tác vui vẻ, đôi bên cùng có lợi. Đang vui thì quan lại kéo tới phá đám. Trương đại nhân vừa tới đã muốn bắt người. Nam Cung Hạo lên tiếng dạy dỗ tên nịnh thần này nhưng không có gì chứng minh anh là hoàng tử. Ngọc bội cũng bị báo chúa Thiển Thiển cầm cố với giá rẻ. Nam Cung Hạo đành bỏ bạn cứu lấy mình trước đã, để lại Thiển Thiển gánh vác. Trương đại nhân chưa kịp làm gì thì đao đã kề cổ. Quân Dao xuất hiện bế gọn cô trong tay, nữ nhân của anh mà cũng dám động vào. Thiển Thiển chính thức rơi vào lưới tình, muốn trao trọn trái tim cho Quân Dao. Anh lỡ chạm vào vết thương hơi mạnh tay mà cô đã quay ra cắn người ta. Phu quân còn đặc biệt cử một đội hộ vệ tới cho cô. Thiển Thiển muốn chọn mấy anh trai cao to dũng mãnh nhưng đó chỉ là giấc mơ. Thái hậu truyền khẩu dụ muốn cháu trai cùng cháu dâu vào cung gặp mình. Thiển Thiển quên mất màn chào hỏi trịnh trọng liền khấu đầu hành lễ hơi lố. Chưa hết, cô còn chúc ngoại tổ mẫu đủ chuyện trên đời. Thái hậu rất hài lòng với cô cháu dâu này. Nam Cung Hạo mang khế đất tới xem như là xin lỗi vì lần trước bỏ rơi đồng bọn. Muốn ăn cơm Giang Thiển Thiển làm nhưng anh không có phần. Quân Dao thắc mắc tại sao Tịnh Nhược luôn đối phó Thiển Thiển. Người ngoài cuộc như Tử Hiên lại biết rõ hơn anh, tất cả là vì tướng quân quá thơm ngon hấp dẫn. Lúc nhỏ khi anh và Tịnh Nhược bị bắt cóc, cô lại cứu anh một mạng, Quân Dao lại tự hứa dùng cả đời để đền đáp. Nhưng như thế lại phụ lòng phu nhân đang mở tiệm cơm kiếm tiền giúp đỡ quân lương cho anh. Tử Hiên phấn khởi bẩm báo tình hình với phu nhân. Tịnh Nha khập khiễng mời Thiển Thiển đến chỗ Tịnh Nhược nói chuyện. Cô chỉ sợ tiểu tam bày trò, trong trà có thứ gì khác lạ thì toi. Tịnh Nhược muốn xin lỗi mấy vụ lùng xùm gần đây, Thiển Thiển nể tình phu quân nên cũng không để trà xanh vào mắt. Cô đang lên kế hoạch kinh doanh thì Quân Dao hùng hổ chạy đến, đằng sau còn có cả Tịnh Nhược. Vu oan cho Thiển Thiển lấy trộm vật kỷ niệm mẹ để lại mới là chiêu sau của Tịnh Nhược. Tiểu tam nước mắt lưng tròng cầu xin cô trả lại đồ, còn cho cô chọn trang sức quý giá của mình tùy ý. Không ngờ mình lại mắc bẫy trà xanh tâm cơ. Thiển Thiển tức giận mắng Quân Dao một trận đồ không có chính kiến, không phân biệt phải trái, mang chứng cứ ra rồi nói chuyện. Tử Hiên đi tìm khắp các tiệm cầm đồ quý giá ở Kinh Thành mang về bằng chứng cùng chủ tiệm cầm đồ. Thiển Thiển vô duyên vô cớ trở thành kẻ ăn cắp, anh chồng rất thất vọng về cô. Không ai tin cô thì có Nam Cung Hạo, bổn hoàng tử có quyền lực để làm gì chứ. Anh cho gọi người tình của tên chủ tiệm cầm đồ lên, hắn sợ người yêu bị liên lụy nên khai thật hết, là Tịnh Nha. Tịnh Nhược hết đường chối cãi, xịt keo cứng ngắc. Trà xanh quay xe cực gắt, bắt đầu màn đổ lỗi lên đầu Tịnh Nha, chủ tớ cùng nhau xin tha lỗi. Thiển Thiển ngậm cục tức nãy giờ, lương thiện thì vẫn phải so đo với một nha hoàn. Quân Dao cuối cùng cũng lên tiếng, động đến phu nhân anh đương nhiên phạt nặng. Nói rồi bá đạo kéo tay Thiển Thiển rời đi. Thì ra là tìm nơi riêng tư để xin lỗi phu nhân. Giọng nói ngọt ngào khiến người ta siêu lòng. Anh còn hỏi mối quan hệ giữa cô và Nam Cung Hạo, không cho cô quá thân thiết. Thiển Thiển vẫn cãi cố thế là bị bế đi luôn. Chuyện còn con hôm nay mà đại tướng quân lại không xử lý được. Theo kinh nghiệm tình trường của Tử Hiên thì anh đã thích Thiển Thiển. Miệng thì chối còn mắt nhìn thấy đồ ăn phu nhân làm cho liền sáng rực lên. Tử Hiên thèm chảy nước dãi mà không được miếng nào. Tịnh Nha suốt ngày ăn đòn thay tiểu thư tới mông nở hoa luôn rồi. Thân tàn ma dại nhưng vẫn còn sức bày kế hãm hại Thiển Thiển lần nữa. Mẹ chồng gọi cô tới nói chuyện tiệm cơm, tưởng bà sẽ ngăn cản không ngờ ủng hộ nhiệt tình. Cô trả lời thật lòng mở tiệm cơm là để kiếm tiền, vì ở chỗ mình tiền là tiên là Phật mà quên mất thân phận của mình là tiểu thư phủ quốc công. Lão phu nhân không ngờ cuộc sống của cô khổ sở như vậy. Thiển Thiển đành tiếp tục câu chuyện, muốn tích góp tiền để cứu giúp muôn dân. Mẹ chồng thương cô con dâu ngoan ngoãn, nhà họ Sở sẽ bảo kê cho cô cả đời còn cho cô thêm một đống đồ bổ. Có vẻ Thiển Thiển rất mong đợi đêm động phòng hoa chúc, ngay cả trong mơ cũng thấy mình và Quân Dao lăn giường. Hôm nay tiệm cơm của Thiển Thiển khai trương, miễn phí tất cả đồ ăn. Tịnh Nhược ghen ăn tức ở không thể làm gì, nhưng vẫn còn lá bài là Tô tiểu thư đanh đá. Bà chị khó ưa dẫn người tới tiệm cơm làm càn. Nam Cung Hạo đích thân ra tiếp đón, đằng kia lại không biết mình chọc nhầm ổ kiến lửa, ngang nhiên đập phá đồ đạc.
Thiền Thiền chơi lớn để họ đập thoải mái, đập sướng tay rồi thì bắt đền gấp ba. Trương Đại Nhân xuất hiện, gọi Nam Cung Hạo và Thiền Thiền một tiếng điện hạ và phu nhân, bế hết mấy tên đó về chịu tội. Tiệm cơm mới mở ngày đầu tiên đã kiếm được khối tiền, ổn định sẽ mở thêm chi nhánh trên cả nước. Mở dịch vụ giao hàng, đào tạo đầu bếp mở thành chuỗi nhà hàng. Kinh doanh thời cổ đại thì chỉ có hốt bạc. Kế hoạch của Tịnh Nhược thất bại thảm hại nhưng cô ả lại lắm mưu nhiều kế. Mấy bà thím vào tiệm cơm liên tục bàn tán chủ tiệm cơm là phu nhân tướng quân mà cả ngày ở bên nam nhân khác. Tử Hiên cầm mấy cành cây nói năng kỳ lạ. Thì ra là muốn ám chỉ với tướng quân rằng anh sắp bị cắm sừng. Tịnh Nhược còn diễn màn kịch dạy dỗ người hầu trong phủ không được nói đến chuyện Tam Điện Hạ đưa phu nhân về nhà, cố tình để quân giao nghe được. Thiền Thiền được mời tới gặp đại tướng quân, không tới thì anh sẽ tự đến. Nghĩ bụng chỉ cần giải thích mấy câu ai ngờ quân giao muốn cô tắm rửa cho mình. Thấy mình không thể chạy thoát, Thiền Thiền đành phải nghe lời, trải nghiệm lần đầu cô cởi đồ đàn ông. Lão phu nhân biết chuyện cười không ngậm được miệng, còn phải chuẩn bị canh cho đôi bạn trẻ. Thiền Thiền xong việc muốn bỏ chạy mà không được. Vị đại tướng quân này lúc trước thì bảo cô đừng mơ mộng hão huyền, bây giờ lật mặt khẳng định cô là người phụ nữ của mình. Ngang ngược số 2 không ai số 1, nói rồi bá đạo quay ra khóa môi cô. Ngay thời khắc quan trọng thì bà dì lại tới tìm Thiền Thiền, phá hỏng chuyện tốt của đôi trẻ. Tướng quân dính vợ như Sam, còn ngang ngược lên mặt với tình địch. Không má nào chịu nhường má nào, nhìn nhau cháy mắt, không có Thiền Thiền thì đánh nhau to. Nam Cung Hạo nhìn vợ chồng người ta tình cảm thật khó chịu vô cùng, mãi tới lúc ăn cơm còn mặt mày nhăn nhó. Hai người đàn ông cùng gắp thức ăn cho Thiền Thiền. Cô cũng rất nghe lời phu quân, nói với Nam Cung Hạo đừng cố cưa cẩm trước mặt nam thần của mình. Tam Điện Hạ bị đá bay ra chuồng gà, nhìn hai đôi uyên ương ngọt ngào chăm sóc nhau, quá thất vọng mà bỏ đi luôn. Thiền Thiền hôm nay không vui lắm, cô nhớ mẹ rồi, cũng không muốn đón sinh nhật ở đây. Về nhà không một bóng người, quân giao bất ngờ xuất hiện ôm cô bay lên nóc nhà. Từ nay anh sẽ là người đón sinh nhật cùng Thiền Thiền. Ngắm đèn lồng bay khắp trời, dựa vai người mình thương thì còn gì bằng. Tịnh Nhược bị hoàng hậu dạy dỗ, không có được quân giao còn bị một nha đầu nững tay trên. Không thể để Thiền Thiền được tốt đẹp. Khách tới quán ăn cơm lại làm loạn trong đồ ăn có độc, còn ra tay đánh người. Quân giao xuất hiện xử đẹp mấy tên côn đồ, không để Nam Cung Hạo quan tâm Thiền Thiền, vợ ai thì để người đó chăm sóc. Quân giao giúp cô xem vết thương, lại còn mạnh tay không ngờ cánh tay hết đau một cách thần kỳ. Hai người đang ngọt ngào thì bóng đèn Tử Hiên lại xuất hiện phá đám. Mấy tên côn đồ chọn tự sát mà không hé răng nói gì, xem ra phải bảo vệ Thiền Thiền kỹ hơn. Muốn có không gian riêng mà ra hiệu mãi Tử Hiên vẫn không hiểu, phải ăn cơm chó mới chịu ra ngoài. Quân giao muốn nấu canh bổ xương cho phu nhân, cô lại quậy đục nước kéo anh ở lại cùng mình. Không cần nói anh cũng biết vụ này do Tịnh Nhược gây ra, phủ tướng quân không còn thích hợp để trà xanh ở nữa. Tịnh Nhược nói đến tình cảm đối phương dành cho nhau, còn định lấy cái chết chứng minh mà không thành. Bị phũ phàng không thương tiếc, cô ta phải cầu cứu hoàng hậu. Vì tay nghề nấu nướng cao siêu, Thiền Thiền được gọi vào cung làm đầu bếp cho Thái Hậu, quân giao sẽ đích thân đưa phu nhân đi. Thái Hậu được thưởng thức bao nhiêu đồ ngon, tinh thần tốt hơn hẳn. Hoàng thượng rất hài lòng, phong Thiền Thiền làm công chúa ngũ phong. Trước kia cô có một nha hoàn thân thiết bị chị gái xấu xa hại chết, cơ hội trả thù tới rồi. Thiền Thiền chọn đúng chỗ lượn lờ trước mặt Hàm Yên, chọc tức vài câu khiến cô ta điên tiết. Chưa kịp động tay động chân thì đã bị cô vả mặt không thương tiếc. Vừa có tiền vừa có quyền, cô ra giá ai có thể dạy dỗ ả nữ nhân này thì một đấm là một lượng bạc. Hàm Yên bị đánh cho tả tơi, kêu cứu nghe rất hả dạ. Tô Quốc Công xuất hiện đòi công bằng cho gái yêu, thấy công chúa ngũ phong liền rén ngang, nịnh nọt lấy lòng con gái nhanh còn kịp. Thiền Thiền chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ông đặc biệt tới thăm nhà thông gia, có mẹ chồng chống lưng Thiền Thiền liền đề cập tới của hồi môn cha đang nợ mình, cô đã soạn ra cả một danh sách. Chị gái lên nghe không lọt tai liền lên tiếng ngăn cản. Lão phu nhân châm chọc thêm mấy câu, không ngờ Thiên Kim Phủ Quốc Công lại không hiểu lễ nghĩa như vậy. Hàm Yên bị bắt quỳ xuống xin lỗi Thiền Thiền mà cô không cần, quan trọng hơn vẫn là của hồi môn. Tô Quốc Công đành nhận lấy danh sách dài như sớ con gái đưa cho, vừa khóc vừa cười. Thiền Thiền còn muốn một người nữa, là Cao Hữu Hòa bên cạnh chị gái. Kết cục của hắn cũng bầm dập không khác gì Hàm Yên. Đang yên lành Thái Hậu lại bất ngờ ngã bệnh. Thái y chẩn đoán bị trúng độc nặng nhưng không biết là độc gì, cũng không biết chữa làm sao. Kết quả là Thiền Thiền phải quỳ trước điện cần chính. Quân giao không để phu nhân cô đơn tới quỳ cùng cô, trời có sập xuống anh sẽ chống. Có người hãm hại chắc chắn là nhắm vào nhà họ Sở.
Tô Thiển Thiển làm hại Thái Hậu, Quân Giao bị tước binh quyền, cả hai đều bị giam vào thiên lao chờ xử lý. Doanh Doanh xúi Nam Cung Hạo đi cướp ngục nhưng anh nào có gan đó. Không cướp cũng được, ít nhất phải hối lộ để được vào thăm tù. Cứ nghĩ vợ chồng nhà này chịu uất ức ra sao, ai ngờ ăn uống no say với lính gác, đi đâu cô cũng hòa tan được. Quân Giao muốn gặp Hoàng thượng một lần, không có cách thì Nam Cung Hạo phải nghĩ ra cách. Vừa nhắc Hoàng thượng đã xuất hiện, đã tìm được chứng cứ anh bán nước cho giặc ở thư phòng. Chuyện thành ra như vậy Hoàng thượng chỉ có thể tin vào chứng cứ, lần này phải có một người phải chết. Không thể có chuyện hai người cùng sống, Thiển Thiển nhanh chóng chốt kèo với Hoàng thượng mình sẽ là người bỏ mạng, hoàng lệnh không thể thay đổi. Cô đã chết một lần, không còn gì để sợ hãi. Quân Giao cũng sẽ quên đi cô nhanh thôi, cô lại không biết mình quan trọng thế nào trong lòng anh. Thời gian trở về thực tại càng gần, trong lòng Thiển Thiển lại thấy áy náy khó chịu vô cùng. Lúc nước sôi lửa bỏng, cái chết đang chờ mà hai người lại tình tứ ngọt ngào được cỡ này. Sở Quân Giao và Tô Thiển Thiển phạm tội mưu phản, chém đầu ngay tức khắc. Hoàng hậu đã thâu tóm hết quyền lực, hoàng thượng phải đóng cửa cung chờ hộ giá. Binh lính nghe lệnh hoàng hậu khống chế người của hoàng gia. Nam Cung Hạo phải vào cung một chuyến, sao có thể trơ mắt nhìn phụ thân bị giết hại. Nhóc con đã trưởng thành thật rồi, sẵn sàng đứng ra che chắn bảo vệ cha mình. Hoàng hậu kéo người tới bắt vua, ép hoàng thượng truyền ngôi cho con trai mình. Đắc chí nói không có Sở Quân Giao thì ông làm được gì nữa, phải lựa chọn thật sáng suốt. Đúng là mơ mộng hão huyền, hoàng thượng hạ lệnh phế bỏ hoàng hậu, nhị điện hạ làm phản giáng thành dân thường. Bà ta nghĩ bệ hạ đang ảo quyền lực, ra lệnh giết. Không ngờ người bị giết là phe mình, Sở Quân Giao bất ngờ xuất hiện, xử lý hết phản tặc. Thiển Thiển tươi rói xuất hiện cười nói, muốn cô chết đâu có dễ như vậy. Hoàng thượng và Quân Giao nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay. Hoàng hậu hạ độc, Tịnh Nhược lén bỏ chứng cứ bán nước vào phủ tướng quân. May mắn Thái hậu được cô rửa ruột kịp thời nên không sao. Đến nước này mà Tịnh Nhược còn bao biện là vì quá yêu Quân Giao, còn trách anh tuyệt tình. Dã tâm muốn trở thành đế hậu của nhị điện hạ, còn xem anh là thanh kiếm trong tay mình, không được như ý nguyện liền đạp đổ tất cả. Nhị hoàng tử hèn nhát cầu cứu nhưng hoàng thượng không mảy may dao động. Những kẻ làm phản bị nhốt vào thiên lao chờ ngày xử trảm. Một cái kết tuyệt đẹp cho những con người tâm cơ. Quân Giao muốn thành thân một lần nữa vì trước kia quá qua loa, phải bù đắp cho Thiển Thiển. Cô cũng phải đòi hỏi hôn lễ thật trịnh trọng để Tô Thiển Thiển biết rằng cô ấy đã gặp được người yêu mình bằng cả mạng sống. Hai người uống rượu làm thơ, Thiển Thiển đã có tất cả nhưng tham lam hơn muốn những điều đó tồn tại mãi mãi, muốn mãi ở bên cạnh Quân Giao. Ngày thứ 49, cô nằm mơ thấy Tô Thiển Thiển tới đòi lại cơ thể. Cô thừa nhận mình không phải Thiển Thiển. Quân Giao sớm biết chuyện này, chỉ có một khả năng cô là tiên nữ giáng trần. Cô thật sự sợ sẽ mất đi Quân Giao, không muốn tan thành mây khói trước mặt anh. Nhưng thời hạn đã hết nên cô chấp nhận gần gũi anh. Thiển Thiển tỉnh dậy trên giường bệnh, cuối cùng cô đã về bên mẹ. Cô muốn hỏi rõ tại sao mẹ lại nói mình không còn nhiều thời gian nữa. Thì ra chỉ đơn giản là bà ấy đã già, không sống nổi mấy chục năm nữa. Cô la lối om sòm, biết thế cô không về nữa. Bác sĩ tới kiểm tra phòng bệnh, trùng hợp là người cô phải xem mắt, Sở Quân Giao. Thiển Thiển bật khóc chạy về phía anh. Hai người ở thời cổ đại cũng có một cái kết đẹp miễn chê. Bộ phim đến đây là kết thúc. Hãy tiếp tục ủng hộ Sao Drama để theo dõi nhiều câu chuyện đặc sắc hơn nhé.